Những điều thú vị trên Google Maps phần 42. Nhắc đến chim cánh cụt, bạn sẽ liên tưởng ngay đến những vùng băng tuyết trắng xóa ở tận Nam Cực đúng không? Ấy thế mà chắc là bạn sẽ phải suy nghĩ lại rồi đấy. Bạn hãy vào Google Maps tìm đến thủ đô Cape Town của Nam Phi. Cách đó không xa thì là thị trấn Simon. Chúng ta hãy cùng đi tới bãi biển Boulders và bạn hãy bật chế độ Street View lên nhé. Đây rõ ràng là một bãi biển trong xanh đầy nắng và gió, chứ chẳng có tí băng tuyết nào. Nhưng mà bạn hãy nhìn xem, ai đang xuất hiện trên bờ cát trắng kia? Vâng, bãi biển Boulders là nơi sinh sống của hàng nghìn chú chim cánh cụt châu Phi. Đây là một loài chim cánh cụt khác với chim cánh cụt hoàng đế, loài mà thường sống ở Nam Cực và thích nghi với thời tiết băng giá. Loài chim cánh cụt ở bãi biển Boulders còn có tên là chim chân đen hay là chim lừa. Loài chim này có cơ thể thuôn, cánh có dạng chân chèo giúp chúng bơi lội trong môi trường biển. Những chú chim cánh cụt này thường cư trú ở vùng ven biển phía tây nam châu Phi, từ phía Namibia đến Nam Phi, và đã ưa thích thời tiết ấm áp hơn là băng giá ở Nam Cực. Khi đến với Simon Town ở Nam Phi và đặc biệt là bãi biển Boulders, bạn sẽ có thể chiêm ngưỡng những chú chim cánh cụt thông qua Google Maps đấy.